thép về đây như thế này mới là chuẩn xịn các bác nhá. Hôm nay thì em sẽ test cho mình xem về những chiếc mốt nhà em. Đây là chiếc mốt nhà gà này. Các bác nhà mình đã xem được video em test thử chưa ạ? Hôm nay em sẽ test thử gạch đá các loại cho các bác nhà mình xem nhá. Đây là chiếc mốt nhà gà. Đấy, và với chiếc mốt này thì giá cực kỳ là rẻ luôn. Ôi dồi ôi, phải gọi là quá đỉnh luôn các bác này. Đây là chiếc cuốc lưỡi gà nhé. Và với chiếc cuốc lưỡi gà này thì em đang đưa tới các bác một dòng cuốc lưỡi gà bằng thép chuẩn xịn. Chiều dài lưỡi của nó là 20cm. Với tất cả những cái dòng này quay tới đâu em báo giá luôn cho các bác này. Con cuốc này em đang đưa tới các bác là 150k, miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Cuốc lưỡi gà. Còn về cuốc bướm thì sao? Cuốc bướm đây các bác nhé. Cuốc bướm này thì dành cho các bác nhà mình đi sạc cỏ này. Các bác nhà mình làm vườn, làm ruộng này, sạc cỏ thì cực kỳ là dễ với con này. Con này em cũng sẽ test thử cho các bác nhà mình xem. Đấy. Thoải mái luôn nha các bác nhé. Còn về cuốc tây thì sao? Đây là cuốc tây. Đấy. Và tất cả những cái bộ cuốc ngày hôm nay các bác xem được là em đang đưa tới các bác là dòng cuốc lưỡi bằng lưỡi cưa. Thế các bác là mình đang quan tâm tới dìu, tới mai, tới xẻng và tới tất cả những cái dụng cụ làm vườn này. Muốn biết giá của nó các bác hãy theo dõi em tới tận cuối video. Đi tới sản phẩm nào em sẽ báo giá luôn để các bác nhà mình nắm bắt được nhá. Còn về cái cuốc này thì sao? Đấy. Cái này thì em phải test cái hòn to này nó mới đã này các bác này. Em phải test như vậy thì các bác nhà mình mới biết được với cái chất nhà em nó như thế nào. Đấy, các bác muốn em chặt tre không ạ? Em sẽ chặt tre nhá. Với cái dòng cuốc này thì em đang đưa tới các bác là loại mà các bác nhà mình dùng thích nhất luôn. Đấy. Đây là một chiếc cuốc bằng lưỡi cưa. Thì trong thời gian gần đây thì em đã đưa tới các bác quá nhiều rồi. Quay về phần lưỡi cuốc, tất cả loại lưỡi cuốc cho các bác để mình xem. Các bác thấy không? Chặt gạch, chặt tre thoải mái cho em với một lượt lưỡi cưa dày như thế này. Đấy, còn về con cuốc lưỡi gà này thì nó không phải là lưỡi cưa đâu các bác nhé. Nó không phải lưỡi cưa mà nó là nhíp liền, nhưng con này nó là nhíp hoàn toàn so với những cái loại bình thường các bác ạ. Nó không như những cái loại mà các bác của mình đang dùng mà bị nẻ đâu. Em test luôn cho các bác nhìn xem nha. Đấy, các bác thấy không? Đây là con cuốc lưỡi gà này. Em cũng chặt một cái là đứt luôn cả cục tre này rồi. Đấy, cuốc lưỡi gà. Với tất cả những cái dụng cụ về nông nghiệp thì các bác nhà mình đang quan tâm tới mẫu nào, em test thử con dìu liềm này cho các bác nhà mình xem nhá. Đây, con dìu liềm này thì trong thời gian gần đây là em đưa tới các bác nhiều nhất đây. Rất nhiều bác hỏi là con này để làm gì. Con này các bác chặt tre chặt gỗ thoải mái. Đấy, các bác thấy không? Một con dìu liềm mà giá của nó chỉ có 100.000 thôi. Nhưng mà các bác nhà mình sẽ sử dụng nó ngon lành như thế này. Các bác chặt tre, chặt gỗ, chặt củi thoải mái cho em nhé. Đấy. Còn với con này thì giá của nó vô cùng là rẻ. Con này thì em đang đưa tới các bác là 100.000 đồng trên một cây. Khi các bác mua 2 cây như này là em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác này. Các bác nhà mình có thể đổi lấy con dao quắm. Đây, đây cũng là một con dao quắm siêu sắc bén. Thì các bác nhà mình sẽ được hai công việc. Với một đôi như này là em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 200k trên một đôi, miễn phí ship tới tận nhà. Còn về bộ cuốc bướm thì sao? Em sẽ lên chi tiết ngay về bộ cuốc bướm mà em vừa mới test thử cho các bác nhà mình được xem nha. Đấy, đây là bộ cuốc bướm này. Các bác ơi, hôm nay thì em sẽ đánh số hết như thế này để các bác nhà mình xem tận tường luôn. Với con này thì hôm nay em ghi số 1 ở đây các bác nhé. Số 1, bề lưỡi của nó là 20cm. Thì con này em đang đưa tới các bác với cái giá là 70.000 đồng trên một cuốc. Đấy, còn về con cuốc 24cm này em cũng vừa mới test thử cho các bác để mình xem đấy. Con này thì nó đang có giá là 100.000 đồng. Với cái giá 100.000 với 70.000 thì các bác nhà mình cứ dùng thoải mái cho em luôn nhé. Đấy, đây là 24cm này, số 2. Về số 3, số 3 thì nó là 30cm. Tất cả thì đều được hàn lưỡi cưa như thế này. Đấy, và với con này thì em đang đưa tới các bác là 120. Còn về cái cuốc 34cm là em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 130.000. Con này các bác thì mình xem em vừa mới test đấy ạ. Vô cùng là chất luôn. Còn về với bộ cuốc tây thì sao các bác? Đây là bộ cuốc tây này. Bộ cuốc tây thì em đang đưa tới các bác là số 3. Số 3 là 22cm, có nghĩa là miệng lưỡi của nó là 22cm. Và với cái cuốc này thì giá của nó đang là 130.000 đồng trên một cuốc. Còn cuốc lưỡi 21cm thì nó đang là với cái giá là 120.000 đồng trên một cuốc. Còn về cuốc 20cm
Đấy các bác nhìn tất cả cái phần trên này của nó đều là lưỡi cưa nhé. Còn bác nào mà muốn xem em test thử nữa em sẽ test cho các bác nhà mình xem từng loại. 20cm thì giá của nó sẽ là 100.000 đồng trên một cuốc. Đấy em bày nhiều như này như tất cả thì nó vẫn là một mẫu này nhá. Bởi vì các bác rất chi là quan tâm thì hôm nay số lượng em làm xong cũng nhiều. Và nhiều bác hỏi em chất liệu bên trên là gì. Trên nó sẽ là nhíp, bên dưới thì sẽ là lưỡi cưa. Bao cho các bác thì mình chất lượng luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái sau đó mới phải trả tiền. Về phần nhíp đây nhá, cái phần này của nó rất chi là dày. Đấy, dày dặn và thiết kế là hơi mo một chút, để các bác thì mình xả cũng dễ, xúc cũng dễ, làm việc gì cũng dễ về chiếc cuốc này. Đấy còn về chiếc này thì các bác thì mình sử dụng xà cỏ nhé, cuốc bướm, xà cỏ, cuốc rất chi là thích luôn. Đấy và bây giờ thì em sẽ đi về phần bên kia để cho các bác nhà mình xem về những lưỡi rìu. Đây là những đây cho các bác mình xem bộ quắm này trước này. Đấy, bác là mờ lấy bộ quắm này nhá. Quên không lấy bộ khâu liêm, sau anh Trường lấy em bộ khâu liêm để đưa tới các bác luôn. Khâu liêm một to một nhỏ. Còn đây là quắm nhá. Các bác nhớ đây là quắm tàu. Một to một nhỏ và đây nó là dòng rồng chìm. Cái này các bác thì mình phát cây, giật buồng chuối, giật tàu dừa, chặt cành, chặt các loại luôn, siêu sắc. Cái này thì em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 200.000 đồng trên một đôi, miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Còn đây là những cái móc nhãn nhỏ này. Cái này thì chỉ có 60.000 đồng trên một cái thôi. Cái này thì nó nhỏ nhá, nó không to đâu các bác ạ, 60.000. Nó dài tổng thể là tầm độ 25cm một cái móc nhãn. Đấy còn các bác xem những cái bộ sản phẩm ở gần đây em vẫn còn rất chi là nhiều nhé. Đây là liềm này các bác này. Cái liềm này thì em đang đưa tới các bác là 50.000 đồng cho một liềm cắt lúa. Đấy còn các bác sử dụng cái con này thì nó có 30.000 một cái thôi. 30.000, cái này 50.000, em còn có cái to hơn đấy ạ. Còn bác nào mà đang cần cạo vỏ quế các bác nhá, thì em sẽ đưa tới các bác là cái cạo vỏ quế đây. Một bộ gồm có 3 cây. Giá của nó sẽ là 150.000 đồng trên một bộ, miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Còn về rìu đây các bác nhá. Rìu thì hôm nay là tôi thật với các bác là em chưa làm đủ mẫu. Các bác nhà mình nhớ xem video của em đừng quên đăng ký kênh, để mấy hôm nữa em sẽ làm ra những cái mẫu rìu nhỏ, nhỡ, to, mấy chục nghìn một cái trở lên, tầm độ 70-80.000 một cái trở lên nhá. Còn đây thì hôm nay đang đưa tới các bác là những cái loại to, đại, thì giá của nó đang là 200.000 đồng trên một chiếc các bác nhá. Đấy các bác nhà mình đừng quên like, chuông và đăng ký, để mai ngày kia em sẽ làm xong một bộ rìu, những cái bộ sản phẩm mà chắc chắn các bác sẽ rất chi là cần đấy ạ. Đấy, còn về phần thuổng đây nhá, những kia là những cái mẫu dầm, mẫu mai đánh cây à. Một chút nữa thì em sẽ quay lên cái mẫu dầm, mẫu mai kia là cái mẫu mà làm vườn các bác sẽ rất cần. Đấy, quay cho các bác nhà mình xem về đồ dụng cụ nhỏ này trước nhá. Đây, dụng cụ nhỏ này thì với cái đôi khâu liêm này dành cho các bác nhà mình phát cỏ, phát cây. Em đang có một đôi như này. Cái này các bác nhà mình mà phát cỏ voi thì là lý tưởng luôn. Gồm có một cây to và một cây nhỡ. Cái này phát cỏ voi và phát cây bụi rậm. Giá của nó chỉ có 150.000 đồng trên một đôi thôi, em miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Đấy còn về cái móc ngạnh này. Móc ngạnh này là loại móc ngạnh nhỡ nhá. Nó đang có giá là 100.000 đồng trên một móc. Các bác nhà mình lùa quả vào đây này, vặn quả được luôn. Đấy cái này là 100.000 đồng trên một móc này. Còn các bác nhà mình mà cần cái móc ngạnh to đây ạ. Móc ngạnh to thì phải dùng cái này nhá. Cái này thì nó khá là dài, lớn đấy các bác. 20, nó rơi vào 40cm. Chiều dài của nó 40cm và cái này thì nó chỉ dài 30cm thôi. Khác nhau hoàn toàn thì cái này, cái to là 150 này, cái này là 100. Đấy, rất chi là chi tiết đấy để các bác nhà mình được biết nhé. Còn nếu như các bác nhà mình mà cần cào thì em đang có cào 7 răng và cào 4 răng. Đấy, nó đang là 100.000 đồng trên một cái cào. Đấy, còn về các bác nhà mình mà cần cuốc chim này, cuốc chim có nhiều loại đó. Ví dụ cuốc chim đúc phổ thông cho các bác làm nhiều đây, thì em đang làm hai cỡ, một loại là 250 và một loại là 300, to và nhỏ các bác nhé, tùy thuộc theo các nhu cầu các bác sử dụng. Còn về những mẫu dầm nhỏ này là 50.000 đồng cho một cây này. Còn những cái cuốc chim lớn này, cái này cái hàng đặt này, nó rơi vào có cái 350, có cái 400 nhé. Đấy cái này là cái nhọn cả hai đầu luôn. Cái này các bác nhà mình đi làm mỏ này. Đấy các bác nhà mình cần bộ gì về cái đầu nhọn thì các bác sử dụng cái này. Đấy còn về phần trên này thì em đang có cái mẫu thuổng đào hố. Đây là một cái mẫu thuổng nhíp mà được các bác nhà mình sử dụng bên em một ngày em làm bao nhiêu cái luôn, và được các bác khen rất chi là nhiều. Mẫu thuổng này thì em đang có hai loại đấy các bác này. Ví dụ như các bác nhà mình sử dụng cái loại dày đẹp này thì em đang đưa tới các bác là 250, miễn phí ship tới tận nhà.
Còn các bác thì mình em sẽ có cái nhỏ hơn là cái này, mỏng hơn này, 200.000 một cái, miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Đấy, còn về với những cái mẫu cuốc này thì đây là một cái mẫu cuốc mới. Cái này em đang đưa tới các bác là 250k trên một cái nhé. Về phần chiều dài của nó thì nó rơi vào tầm độ 25cm tổng chiều dài cả sọ. Đấy, còn nếu như các bác nhà mình mà cần cái thuổng này, về các bác nhà mình tự hàn cán nhé, thì đây, hàn cán như này. Cái này là 200.000 đồng trên một cái này các bác này. Đấy, một cái thuổng chuối. Cái này thì em có cả bản to nhé, cả bản nhỡ, các bác thích cần cái nào. Đấy, còn về cái thuổng đào này, cái này thì hiện tại em cũng làm hai kích thước cho con nhé. Đây ạ, ví dụ như cái này là cái thuổng mo để cho các bác nhà mình đào. Tổng chiều dài của nó là 1m4. Và với cái thuổng mo này là em đang đưa tới các bác ví dụ loại hàng mặt đẹp là 350, hàn cả cán như này. Còn hàng trung bình thì sẽ là 300 một cái, miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Còn là về phần trên này, trên này là em đang đưa tới các bác về những cái mai nhé. Nếu như các bác nhà mình mà cần sắn đất thì các bác nhà mình hãy sử dụng cái mai này cho em. Tổng chiều dài cái mai này thì sẽ là 1m4, hàn cán cho các bác rồi, các bác sắn đất thoải mái cho em. Cái này thì đang là 300k trên một cái nhá, em miễn phí ship. Có cả cái nhỏ 250 mà các bác muốn mua lưỡi không cũng được. Đấy, còn nếu như các bác mà muốn mua một cái vầm mà hàn cả cán như này để đánh gốc rễ cây này. Đấy, cái này cái thuổng mo chuối thì cũng báo giá luôn cho các bác là cái này em đang đưa từ các bác là 300.000 đồng trên một cái hàn cán, miễn phí ship. Và cái này có hàng đặt nha các bác nhá. Ví dụ như các bác sử dụng hàng đặt đây này, hàng đặt của nó đây này. Đấy, hàng đặt của nó sẽ khác hẳn như thế này nhá. Đây là hàng đặt này các bác này. Cái hàng đặt này thì hàn cả cán, tổng chiều dài sẽ là 1m4. Nó là 400k trên một cái, em miễn phí ship tới tận nhà. Cái này gọi là cái mo chuối, là nó hơi mo như thế này các bác, hơi mo một chút xíu. Đấy, còn về với cái thuổng chuyên nghiệp. Đây, cái này thì em có nhiều loại lắm, có từ 150 trở lên. 150, 250, 300, 350, 400 thì cái này nó đang là giá 300 này. Cái này là thuổng chuyên nghiệp đào cây thì nó sẽ khum khum như thế này. Đấy. Và các bác thì mình cần loại nào thì nhớ vào Zalo của em qua đầu số điện thoại trên màn hình để em tư vấn cũng như là gửi đến tận nhà các bác luôn nhá. Cái này thì cái này là cái bản thẳng. Ui dồi, cái này đè chặt. Cái này là cái dầm bản thẳng nhá. Bản thẳng có nghĩa là thẳng từ trên xuống dưới, nó không mo tí nào. Đấy thì em cũng đang có hai loại, một loại là 300, một loại là 400, hàng đặt 350 em có nhé. Đấy, với những cái sản phẩm này thì đây là những cái dụng cụ mà rất cần thiết trong mùa làm vườn. Bác nào mà đang có nhu cầu hãy gọi điện trực tiếp tới đơn vị em, để em sẽ đưa tới tận nhà các bác luôn. Và sẽ chi tiết cho các bác nhà mình đang cần loại nào, sẽ hướng dẫn để các bác nhà mình sử dụng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nha. Đăng ký kênh của em để xem được thật nhiều sản phẩm hay các bác nha.